bán hàng xăng dầu. Ôi, ông ơi. Này. Ủa cái gì đấy, sao lại cho thuê nhà để khuyến mại nâng ngực thế nào? Ông muốn tìm việc, ông phải vào phần tuyển nhân sự thì ông mới tìm được việc làm như thế. Mà tớ không thể nào hiểu được nhé. Người ta đăng tin làm cái gì? Đầy một trang là tuyển nhân viên đây này. Mà hôm qua ấy, tôi đến tận nơi hỏi. Nơi thì hết hồ sơ bán, nơi thì đã khóa sổ. Có nơi ấy thì vặn vẹo này nói ra cái tiêu chuẩn của mình thiếu mới thôi. Ông nói thế nào ấy? Cái nơi người ta cần nhân sự ấy, người ta mất bao nhiêu tiền lên báo là người phải tìm nhân sự thật. Còn những cái người tìm việc làm ấy, người ta đọc báo, người ta đọc thông tin, người ta mới thấy mình đủ tiêu chuẩn giống như ở trong thông tin này ấy. Thì người ta phải đến ấy. Thì đương nhiên ai chẳng biết là thế. Thế nhưng mà khi vào phòng phỏng vấn ấy thì đặt ra vô số cái tiêu chuẩn mồm không trong văn bản. Tiêu chuẩn mồm á? Ừ. Mồm gì? Biết nói thế nào được cậu nhỉ? Bây giờ thế này. Cậu lại đây. Hả? Để cho cậu thấy cái sự vất vả khi đi xin việc ấy. Ờ. Cậu sẽ là người đi xin việc, còn tớ sẽ là người tuyển việc. Ờ, thế là đóng kịch à? Ừ, bắt đầu đi. Dạ, em chào anh ạ. Ừ. Dạ, thưa anh, em là sinh viên. Em đọc được trên báo là thấy công ty mình tuyển dụng. Hôm nay em xin được đến xin việc anh ạ. Dạ, dạ thưa anh, ở phía trên là bằng tốt nghiệp là ưu của em ạ. Còn ở phía dưới là 4 bằng ngoại ngữ đấy ạ. Ừ. Cũng là loại giỏi nhá. Tốt. Dạ thưa anh, bên cạnh đấy em lại là con nhà phố cổ, rất tiện để đi công tác, thế làm việc của chúng mình. Thứ hai nữa là về phương tiện của em đầy đủ, xe máy, xe đạp đầy đủ ạ. Ừ. Tốt. Công ty chúng tôi ấy là rất cần những người như cậu, đầy đủ mọi chỉ tiêu. Dạ. Nhưng mà cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu cân? Thằng điên. Đi xin việc vào vị trí kế toán quản lý liên quan thì đến chiều cao cân nặng. Tôi có đi thi bóng rổ hay là phi công đâu mà à, liên quan đến gì? Sao là không liên quan? Cán bộ là bộ mặt của một doanh nghiệp, đi giao lưu với khách nước ngoài, bạn bè. Cái người nước ngoài bắt tay với ông 3 lần người ta cọc cái lưng à? Dạ, anh nói thế thì em chịu rồi. Thôi, em về em sẽ uống thêm sữa. Dạ, thưa anh, thế thì anh cần biết thêm những cái sở trường, sở đoản, rồi là thần tượng, rồi sở thích của em. Giống trên TV. Cái đấy thì tôi chưa cần. Thế nhưng mà cậu có bao năm kinh nghiệm trong công tác quản lý rồi? À. Ôi rồi anh ơi, em vừa mới ra trường thì đào đâu ra năm kinh nghiệm à? Tiếc thật đấy, tớ là tớ rất ưng người như cậu, đầy đủ mọi chỉ tiêu. Dạ. Thế nhưng mà doanh nghiệp là phải tuyển người có tối thiểu là 3 năm kinh nghiệm cơ. Thôi về đi nhá, cơ hội lần sau. Đúng thiệt đấy, bực mình. Tuổi ông tôi với ông là sinh viên mới ra trường, đào đâu ra năm kinh nghiệm. Mà này, ông có chắc chắn là trên mấy tờ báo đấy nó ghi mấy từ lưu ý đấy không? Có ghi không? Làm gì có chữ nào đề cập đến cái vấn đề ấy? Quá nhảm nhí, quá vô vẩn. Tôi đã nói rồi, tôi cảm giác rất đắng lòng với cách tuyển dụng nhân sự như thế. Này, xin chào hai cử nhân thủ khoa. Hà à? Ừ. Đi làm gia sư có mấy tháng thôi mà tuổi thì học sinh mà mặt trong phụ huynh lắm. Thế à? Ừ. Người ta lăng tâm khổ tư với công việc như thế chứ. Này, thế tình hình chiến dịch tìm việc của các cậu đến đâu rồi? Chẳng đâu vào đâu cả. Sao thế? Tìm thông tin ở trên báo kìa, mà cứ rối tình rối mù ấy cả lên, chả đâu vào đâu. Ôi giời ơi này, tớ truyền cho hai cậu một kinh nghiệm nhá. Mà đúng hơn là chính xác rằng các cậu nếu như còn tìm việc trên báo mạng này, tốt nhất các cậu nên thuê thám tử nhá. Từ chuyện của tớ để tớ kể cho các cậu nghe. Kể đi. Chuyện là như thế này. Có một lần tớ đọc trên báo mạng, tớ thấy có một công ty cần tuyển một nữ kế toán. Thế là tớ hí hửng tìm đến. Dạ, em xin lỗi, em vào nhầm phòng ạ. Nhầm nọt hay không chưa biết nhá. Dạ. Cứ vào đây đi đã, lần sau thấy cửa khép thì cứ vào, không phải gõ ghiếc gì cả nhá, làm người ta đang thiếu chứ ngủ giật bắn. Ôi anh ơi, em nghĩ là em vào nhầm phòng thật rồi đấy. Không, ạ. Không, sao lại nhầm. Em đến đây không phải để khám bệnh đâu ạ. Ờ, thế cô đến đây làm gì? Em tưởng đây là phòng khám nha. Trời đất ơi, cô tưởng vỡ tư vấn cái gì? Cô vào phòng nào? Dạ. Về việc gì? Em đến đây theo đúng địa chỉ này ạ. Đâu xem ạ? Dạ, đây ạ.
À, thế đúng rồi. Dạ, đúng ạ. Nộp hồ sơ kế toán và phỏng vấn như thế. Dạ, vâng ạ. Đúng thế, thì đúng hẳn cái phòng này rồi. À, thế nhầm hả? Nhầm cái gì nữa. Thế ạ? Mời em ngồi. Dạ, dạ vâng, em cảm ơn ạ. Em ngồi nhá. Ôi, anh ơi, hả? Em nghĩ là không cần phải chốt cửa đâu ạ. Ôi giời ơi, phải chốt cửa. Vì phỏng vấn từng người một. Tôi mà đang làm việc ấy, ai làm phiền thì tôi rất ghét. À. Mà lại cái phòng này điều hòa nhiệt độ thế này thì phải chốt cửa chứ. Phòng này em có thấy có cái điều hòa nhiệt độ nào đâu ạ? Quên. Anh ơi. Chưa kịp bắt. Có quạt. Vâng, có mỗi cái quạt này thôi. Rồi, không sao. Có quạt. Anh ơi, nhưng mà em đến đây ấy, em thấy doanh nghiệp mình ở ngoài kia không thấy ghi biển hiệu. Chưa thành lập thì lấy đâu ra biển hiệu. Ô anh ơi, thế tại sao lại đăng quảng cáo là tìm kế toán hả anh? Ui giời ơi, tìm kế toán là đúng. Vấn đề nhân sự phải là đi đầu tiên mới hoạt động được. Ôi, hiểu chưa? Sao lại thế? Thế anh ơi, thế đây là cái gì ạ? Thế ý cô muốn hỏi đây là gì thế? Dạ vâng, em muốn hỏi đây là phòng gì ạ? Ý phòng gốc không quan trọng. À thế này, hồ sơ có đưa tôi xem là còn thiếu cái gì. Dạ đây ạ. Rồi. Gửi anh ạ. Ờ, cô học đại học về ngành gì nhỉ? Dạ em học về kế toán ạ. À, thế khoa nào? Em học khoa tài chính kế toán ạ. Bằng cấp đầy đủ đúng thủ tục. Dạ. Nhưng mà này, tôi nói thật nhé. Sao ạ? Trông cô thế này thì làm sao làm kế toán doanh nghiệp được? Sao thế anh? Kế toán người ta phải nhanh nhẹn, phải hiểu biết, phải sắc sảo, phải vui vẻ lên chứ. Cô thấy tôi thấy cô thế này thì chưa chắc. Dạ, thế em còn thiếu sót cái gì ạ? Cô hiểu như thế là được rồi. Bây giờ thế này, giờ em dạ? Đi ra kia. Em ừ. Đi ra kia. Ừ. Dạ. Đi ra đây ạ. Đi nữa. Rồi, vâng nữa, ngồi xuống giường. Em ngồi đây ạ. Rồi, ngồi xuống đây. Đấy, thế được rồi. Rồi, thế này. Thế bây giờ em nghiêng sang bên trái. Nghiêng sang bên trái của anh hay của em anh? Của em. Dạ, dạ đây ạ. Rồi, và nghiêng sang bên phải là dạ, của đây em. Ạ. Rồi, thế bây giờ em nhìn lên trần nhà. Em nhìn lên trần nhà. Rồi. Anh em nhìn vào chỗ cái bóng đèn tuyếp kia được không ạ? Thôi, nhìn cái gì cũng được. Miễn là nhìn thấy cằm và cổ. Tại sao lại cần nhìn thấy cằm và cổ hả anh? Thế bây giờ em lại đứng lên. Dạ. À, thế rồi. Dạ. Có cả ba số đo nhé. Nếu có gì thì cần anh giúp thì anh sẽ giúp. Nằm xuống giường mà đo. Xin lỗi anh, em mà đo luôn tại đây á thì có mà đo ván á. Doanh nghiệp của anh có khi không phải là tuyển kế toán đâu. Ừ. Mà là tìm cái gì ấy. Xin lỗi anh, em ngược. Ờ, đây. Thế là cậu chuồn luôn. Chứ còn gì nữa, tớ chạy một mạch luôn. May là không mất dép đấy. Này, mất dép là còn may, chứ ở lại chậm thêm một tí là còn mất một số thứ. Ông này đi xin việc của gì là đúng doanh nghiệp mà. Nông trường chăn nuôi. Sao lại doanh nghiệp nông trường chăn nuôi? Chăn nuôi dê còn gì nữa. Ui. Rồi một đống quản lý nhân sự ở đấy là một toàn cái lão già dê gì nữa. Này, bà mà làm ở đấy nhá, trước khi bà kịp mang cái trái tim trong trắng của bà để cống hiến cho doanh nghiệp, cống hiến cho cuộc đời thì ngược bà nát hết rồi. Không có đồng quân đồng quốc gì cả. Tớ kể chuyện của tớ cho các cậu nghe ấy, là để chứng minh cái ý kiến của tớ lúc nãy tớ nói lúc trên ấy. Ừ. Là sao? Là ý gì? Ờ hay. Tức là nếu như các cậu muốn nộp đơn xin việc vào bất kỳ ở chỗ nào thì cần phải thuê thám tử. Còn cái gì nữa? Mà này, không những thế, bây giờ còn có cả nạn cò. Là sao? Cò. Không biết cò là gì à? Nạn cò là gì? Ôi trời ơi, là như thế này nhá. Bất kỳ ở đâu, người dân mà có bất kỳ một loại dịch vụ gì thì ở đấy đều có nạn cò hết. Tìm kiếm việc làm thì có cò việc làm. Thế cái thu lớp mình nó không kể cái gì cho hai cậu biết à? Lâu lắm không gặp nó. Cái thu là sao? Ôi rồi, không biết gì thật à? Ừ, không. Thật. Thật. Ôi rồi ôi, cái thu lớp mình nhá, nó còn bị cò lừa cơ. Ôi cái thu nó gọi. Thiểm thị. Alo.
À, tớ đây. Ừ, đang ở nhà cử, có cả Nhân ở đây nữa. Rồi rồi, qua đây luôn nhá. Lát gặp nhau nói chuyện sau. Ừ, nó qua đây bây giờ đấy. Ừ. Như này nhá, chuyện là như thế này. Có một lần, nàng Thu nhà ta đang thơ thẩn đi ngoài phố. Em tìm việc à? Sinh viên mới tốt nghiệp à? Dạ vâng ạ. Sao chị biết ạ? Chị giúp bao nhiêu người rồi, chị nhìn em là chị biết ngay. Dạ. Mà này, em tìm việc ở đây ý, đến nơi có mà hết chỗ. Em cũng biết thế ạ. Thế nhưng mà để tìm hiểu thêm thông tin nên em phải đến đây để ghi chép chị ạ. Chị bảo này, nếu em có thành ý, chị sẽ giới thiệu cho em một địa chỉ rất là tin cậy, lương cao, lại nhất là tốt nghiệp đại học như em nữa. Thế ạ? Thế thì tốt quá ạ. Thế nhưng mà em cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, chưa có kinh nghiệm gì cả. Em chỉ sợ em lại không hoàn thành tốt công việc mà chị giới thiệu cho em thôi ạ. Không sao. Em cười chị xem nào. Em thử gồng tay chị xem nào. À, đây ạ. Ôi trời, tốt, quá tốt. Thế nhưng mà chị ơi, cái công việc mà chị định giới thiệu cho em ấy ạ, nếu như nó có liên quan đến cơ bắp thì chắc em chịu thôi ạ. Không sao. Nhưng mà muốn có một chỗ làm tốt, lương cao ấy, thì phải có phí. Lại phí á? Ôi trời ơi, thời buổi kinh tế thị trường có khác. Cái gì cũng thu phí. Nào là phí cầu, phí phà, phí đường, đến rửa cái tay, cái chân, rồi đi vệ sinh cũng phí. Mà này, cái câu chuyện bà vừa kể về cái bà chị ấy, bị tính phí cũng là đúng thôi. Coi như là cái phí chỉ đường của người ta, gọi là có tí thủ lao, phải không? Này, mất phí mà đúng nơi đúng chỗ thì không nói chuyện gì. Thế nhưng mà có đáng không? Này, kết cục câu chuyện tớ đã kể xong đâu. Vậy sau đó làm sao? Cái Thu có chi phí cho cái bà chị ấy không? Chuyện phí đấy thì em hiểu ạ. Thế nhưng mà có nhiều lắm không hả chị? Có đáng là bao so với công việc chị giới thiệu cho em. Thôi được rồi ạ, chị cứ nói đi. Em tuy là sinh viên nghèo nhưng em cũng sẽ đầu tư quả này ạ. Rất tốt. Bây giờ thế này, em đặt cho chị trước 500.000. Vâng. Khi nào xong việc đưa nốt 500 nữa. Gọi là tiền xăng xe đi lại mà. Đây ạ. Tốt. À đây. À đây là số điện thoại của chị. Em gọi cho chị đi. Không tin em gọi mà xem. Có rồi em ạ. Có rồi ạ. Đấy đấy. Vâng. Ok chưa? Vâng ạ. Ok ạ. Em sẽ chờ điện thoại của chị. Chị sẽ gọi cho em. Ok. Ok. Con điên. Trời ơi. Rốt hay là mẹ con trốn rốt vào canh. Ý cậu là con nào bị điên? Ừ, nói ai đấy? Tôi bảo cái Thu. Chưa biết người ta như thế nào mà đã dám trao tiền. Đúng rồi. Trời ơi. Mà này, chuyện nó chỉ dừng lại ở chỗ đấy ấy, thì nó đi một nhẽ. Nhưng mà nó lại là tiến ra hơn. Đấy, nàng Thu này nhận được cuộc điện thoại của chị kia. Chị hẹn là đến đúng giờ đấy, em tìm đến con phố đấy. Đứng ở số nhà đấy, chờ ở gốc cây ấy, chị sẽ đến đó. Úi dồi, thế nó có theo bài không? Lòng vòng rách việc thế. Nhưng cuối cùng là cái Thu nó có đi không? Đến chứ sao không đến, mất tiền rồi phải đến. Thế là chị ta và nàng Thu nhà mình đỗ xịch xe trước một ngôi nhà. Đi vào đây em. Giới thiệu với em, đây là chị Tú. Chị ở nước ngoài lâu năm rồi, bây giờ về Việt Nam để mở công ty. Vâng ạ. Còn đây là cô em xinh đẹp mà chị đã gọi điện trước cho em đấy. Em chào chị ạ. Tốt, tốt lắm. Ngồi đi em. Dạ. Việc của chị đã xong, đại diện cho công ty thưởng nóng cho chị ít tiền. Cảm ơn giám đốc ạ. Chỗ chị thì chỉ muốn nhận các cô có học hành, quê quán rõ ràng. Chứ những cô không có lai lịch rõ ràng, nhận vào phức tạp lắm. Dạ vâng, em hiểu ạ. À chị ơi, em gửi chị bộ hồ sơ của em ạ. Ok, chị cũng nói qua thu nhập bên chị thấp nhất là 3 triệu. Nếu như khả năng giao tiếp của em tốt, có thể lên đến 5, 7, 8 triệu. Thậm chí là còn cao hơn ấy chứ. Cũng là có mơ ấy, tôi không tin nổi. Ôi dồi,
trả bù với tôi. Đấy, bạc mặt cả ngày, chạy đến khi thấp khớp với chuột rút, lương cũng chỉ được một tí, không bằng một nửa đâu. Kiểu này tôi cũng phải hỏi địa chỉ để mò đến xem đi nào. Thì tôi cũng thế. Nàng Thu nhà ta chỉ nghe có đến thế thôi mà cũng hơi bị hốt và hoảng rồi đấy. Mà chị ơi, sao em không thấy mình trưng biển hiệu gì hả chị? Biển hiệu à? Thì đã khai trương đâu mà biển hiệu, với lại là biển to làm gì, phức tạp, lại bị nộp thuế nhiều. Chị cũng đang chuẩn bị phần nhân sự cũng như là nội thất hoàn tất thì sẽ tiến hành khai trương. Chị nghĩ thế cũng đúng ạ. À chị ơi, thế công ty của mình có tuyển nhiều nhân sự không ạ? Nhiều chứ, 10 cô. Cô nào cũng mặt hoa da phấn, đồ đạc, đúng màu đấy. Thế thì chắc gì em đã được chị tuyển vào ạ. À nhưng mà chị ơi, em được cái là đồ đạc đơn giản lắm ạ. Chẳng có gì đâu, em có mỗi cái túi thôi ạ. Thôi được rồi. Chị sẽ dẫn cô đi tham quan cơ quan một vòng. Dạ. Nhìn là biết ngay mà. Dạ vâng ạ. Tên gọi không quan trọng, quan trọng là phải biết thích nghi. Nếu thích nghi tốt thì sẽ rất là nhiều tiền đấy. Vâng ạ. Cậu Thu nhà mình ấy, như thế là may đấy. May á? May á con khỉ ấy. Này, nó mô tả như thế này nhá. Nó bảo là trước tiên tôi đi vào trong phòng đấy thì tôi lại nhìn thấy một loạt các phòng nhỏ được chia ra bởi các ván ép công nghiệp, giấy dán tường thì là màu hồng, giường cũng màu hồng, một loạt chăn ga gối đệm màu hồng hết, trên đầu giường có cả bánh giả phòng và cả bán chả đánh răng nữa cơ. Tớ không biết là cái gì nhưng mà nó bảo là mỗi phòng đều có một cái quạt điện, có một cái lò sưởi, đặc biệt hơn nữa đèn thì lại là màu đỏ, đỏ lờ mờ nên nó mới u ám. Hay là phòng cưới? Tớ không biết được, chỉ biết là nhá, tất cả những cái loại mà tranh ảnh treo trên tường ấy thì toàn những cô gái ăn mặc hớ hênh, khiêu dâm, gợi dục. Nàng Thu nhà tao mới sợ quá, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, quay ra hỏi: chị ơi chị cho em hỏi với, ở đây là kinh doanh cái gì đấy ạ? Thế bà chị mới ngạc nhiên quay ra hỏi Thu: ơ, em ơi, thế chị tưởng là lúc nãy em ngó các phòng thì em phải biết là ở đây kinh doanh cái gì rồi chứ. Nàng Thu bẽn lẽn, bà này: dạ chị ơi em không biết ạ, thật sự em không biết ở đây kinh doanh cái gì. Bà chị cười khanh khách, khoanh tay và bảo: em ơi, mọi nơi ấy thì người ta gọi là massage, có những nơi thì người ta gọi là tẩm quất, còn chỗ chị thì chị gọi là thư giãn. Nói nôm na như thế cho nó dễ hiểu em ạ. À, này, như thế là cái Thu nhà mình nó bị rơi vào tay bà Tú bà ấy. Mà này, nàng Thu nhà mình cũng không vừa đâu nhá. Trước khi quay bước đi, một đi không trở lại, nàng Thu nhà ta bảo với chị đấy chứ: dạ chị ơi, trước tiên thì em rất xin lỗi chị là em đã tìm nhầm chỗ. Và chị cũng tìm nhầm người. Em hy vọng rằng lần sau chị em mình sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Thế nàng Thu quay ra đi ngược trở lại, bắt taxi về nhà luôn. Cửa ơi, Thu vào đi, cửa mở. Chị Cà Long. Các cậu ở đây hết đấy à? Tôi đang có chuyện định hỏi các cậu ấy này. Chuyện gì thế? Ngồi xuống đây nhanh lên. Mà các cậu vừa mới đi làm về đấy à? Làm ở đâu? Tớ ấy đang bơi trong một đống quảng cáo rồi tuyển nhân viên kia kìa. Thì tớ cũng thế, có khá hơn các cậu đâu. Cũng chỉ là làm công việc tạm thời trong lúc chờ công việc chính thức của mình thôi. Thế nhưng mà cậu thế làm cái gì? Gia sư đấy, có anh không? Gia sư? Tớ đang dạy cho một con bé học sinh lớp 5 đấy. Làm cái nghề đấy là oách rồi. Yêu ga gì nữa? Sao, có chuyện gì? Nhưng mà tớ bắt đầu cảm thấy có vấn đề rồi đấy. Vấn đề á? Có chuyện gì đấy? Chính vì thế nên tớ mới gọi điện cầu cứu cậu. May quá, lại có cả hai cậu ở đây. Hai cậu giúp tớ đi. Tóm lại là có chuyện gì? Không nói ra thì làm sao bọn tớ cho ý kiến được? Đúng rồi đấy. Thì tớ đang dạy con bé học sinh lớp 5 đúng không? Ừ, biết rồi. Bố của nó ấy làm bên ngành ngoại giao du lịch, còn mẹ của nó thì làm kinh doanh, phó giám đốc của một siêu thị đấy. Nhưng mà bà đi công tác ở nước ngoài lâu rồi. Ừ thì sao? Chuyện gì mà trên trên? Trên bị vô bình. Sao thế? Bố con mẹ làm về ngoại giao. Ừ. Thì con bé này nó sẽ phải nói tiếng Tây, tiếng Tàu vân vách. Sao lại thuê một cái bà mới ra trường để dạy nó tiếng Anh? Chính vì thế nhá. Cái hôm mà tớ đến đấy, ông ấy kiểm tra tớ lâu lắm luôn ý. Kiểm tra? Kiểm tra cái gì? Kiểm tra tiếng Anh. Hai người phải giao tiếp với nhau phải mất tầm 20 phút ý. May là tớ cũng không mắc lỗi nhỏ nào, ông ấy mới nhận tớ vào làm đấy. Ông ấy cũng nói luôn với tớ: chắc cô cũng ngạc nhiên lắm khi biết tôi làm ở bên ngoại giao mà lại cần cô phải dạy tiếng Anh cho con tôi.
Nhưng vì tôi bận quá, không có thời gian chăm sóc cho nó. Hơn nữa, thầy cô dạy chắc chắn sẽ hơn. Ừ. Như thế thì có gì đâu mà rắc rối nhỉ? Có cái gì đâu. Chuyện bình thường. Chưa nghe hết chuyện mà đã. Thật ra ấy, sao ông sao? Bố đấy hiền lành, đáng yêu và cũng lịch lãm nữa. Này, cậu đừng nói với tớ là... Này, bà là gia sư mà đến mà dạy, mà lại hiền lành đẹp trai. Thế nào hôm nào hai người có mắt nhìn nhau chưa? Tin à, nhìn nhau kiểu gì? Tớ đã bảo là ông ấy đi suốt ngày, tối muộn ông mới về cơ. Hôm nay ấy, lúc mà tớ đang dạy học con bé, ông ấy gọi điện thoại về, nói rằng muốn nói chuyện điện thoại với tớ. Thế có làm sao đâu? Bây giờ? Tớ thấy bình thường mà. Bởi vì tớ nghĩ là nhá, ông ấy muốn kiểm tra gia sư là có đến muộn về sớm không thôi. Tớ nghĩ đơn giản không thế. Không phải thế đâu. Lúc tớ thấy ông nói chuyện với con bé, ông ấy bảo khoảng 7 giờ sẽ có người đến đón nó đi. Thế mà lúc nói chuyện với tớ, ông ấy lại bảo rằng là hẹn tớ 8 giờ đến nhà, cần có chuyện trao đổi. Mà lại còn nhấn mạnh rằng chứ, đừng đến muộn, vì nếu đến muộn, tớ sẽ bỏ lỡ cơ hội rất tốt với tớ đấy. Vợ lại đi công tác xa mà lại lâu. Trời, kiểu gì tên ngay cũng là tên đấy vậy. Ông này, này, cậu thấy thế nào? Chứ thấy cũng bình thường. Có gì đâu, sự cố sự kiếp gì đâu, mà cứ nhặng hết cả lên. Mà tớ thì chả thấy có vấn đề gì cả, mà hai cái ông này cứ hay nghiêng tớ bán tim bán nghi vớ vả vớ vẩn. Tóm lại là cậu sợ cái gì nào? Cậu sợ chính cái ông bố trẻ đấy, hay là cậu sợ bản thân cậu? Tớ hỏi thật như thế. Thật đi. Sao? Sợ cả hai đấy. Ôi giời ơi, tưởng như nào. Cậu chính sợ cả cậu thì thôi rồi, chả có gì để nói thì cả. Chính vì thế nên tớ phải cầu cứu các cậu. Kìa, ra cắt nhân. Cái khổ. Ừ. Mà ra cái gì? Dám mưu ra cái gì? Như thế nào? Thế này nhá. Tối nay cứ theo đúng lịch hẹn, bà cứ đến nhà Thảo ra cho tôi. Yên tâm không phải lo, bọn tôi sẽ tháp tùng bà đến đấy. Tất cả bọn mình đúng không? Tất cả bọn mình. Rồi bọn tôi sẽ nấp ở bên ngoài. Chỉ cần hắn định giở trò đồi bại một cách lịch lãm với bà cứ vỗ tay, bọn tôi sẽ lao như tên vào. Ok không? Bạn cứ vỗ tay cho to ra. Cứ vỗ tay cho to vào mà. Bọn tôi sẽ lao vào. Có được không? Được. Chứ sao lại không được? Nhất trí nhé. Ok. Cô giáo, mời cô giáo vào. Mời cô giáo ngồi đi. Dạ. Từ hôm cô dạy cháu, bận quá nên cũng chưa có dịp nào ngồi trò chuyện với cô được. Dạ, không sao ạ. Bác cũng đi làm suốt, cũng bận mà bác. Sao lại xưng hô thế? Cứ gọi tôi là anh thôi, cho thân mật. Cô cũng như lớn mấy đứa em tôi ở nhà mà. Dạ. Mà không biết là hôm nay anh gọi em đến đây có việc gì không ạ? Cứ bình tĩnh đã, đừng nóng ruột. Rồi cô giáo sẽ biết ngay thôi. Mà hôm nay chỉ có một mình anh ở nhà thôi ạ? Ừ thì như cô đã thấy đâu, có tôi, có cô, chứ có ai nữa đâu. Thế bé Lan đi đâu rồi ạ? À, tôi cho cháu lên sân bay đón mẹ. Chắc là hai mẹ con cũng sắp về đến đây rồi đấy. Thế ạ? Đây rồi, hai mẹ con về đây rồi. Con chào cô đi con. Con chào cô ạ. Cô chào con. Chị ạ. Ừ. Đây có phải là cô giáo dạy cho bé Lan nhà mình, người mà anh nói chuyện với em phải không? Chính xác đây. Sợ mấy hôm tới anh công tác vắng, cho nên tối nay mời cô tới luôn. Dạ, rất vui vì gia đình tôi đã chọn được cô giáo dạy thêm cho cháu. Dạ vâng ạ. Ngồi đi. Em uống nước đi. Em cảm ơn chị ạ. Tiện đây chị muốn hỏi em luôn là em đã tìm được công việc làm ổn định ở đâu chưa? Thực ra công việc mà em dạy thêm cho bé Lan chỉ là để kiếm thêm thôi chị ạ. Còn công việc phù hợp với ngành học của em vẫn chưa tìm được ạ. Hiện tại là doanh nghiệp chị cũng đang rất cần tuyển một số nhân viên. Nếu được thì em về chuẩn bị hộ bộ hồ sơ chuyển qua cho chị. Công việc thì chị sẽ chuẩn bị có thể làm việc trong tháng tới này. Hay lắm. Đúng là hai chị em nhà em có duyên với nhau thật. Sao anh lại nói là có duyên? Lao động chất lượng được tuyển dụng là đương nhiên chứ. Quan trọng ở đây ấy là cô giáo có đồng ý hay không mà thôi. Đồng ý chứ ạ? Thế thì thích quá, cô giáo về công ty mẹ làm thì nhất định con sẽ được học với cô lâu nữa rồi. Con muốn học với cô mãi cơ. Ôi, thế thì tuyệt quá. Dạ dạ dạ, đây là bạn của em ạ. Các bạn em. Dạ vâng ạ. Các bạn em cũng là cử nhân vừa mới tốt nghiệp đấy ạ. Em xin lỗi,
Chắc là do các bạn em đợi em lâu quá nên sốt ruột ạ. Vẫn là không thoát được câu nhất quỷ nhì ma. Các cậu làm tôi giật hết cả mình. Các em ngồi đi. Mọi người ngồi đi. Tiện đây chị cũng hỏi luôn là các bạn em học có khá bằng em không? Các bạn em học còn giỏi hơn em ấy chị ạ. Thật à? Vâng ạ. Ôi thế thì hay quá rồi. Nếu các em có hứng thú làm việc mà chưa tìm được công ăn việc làm ổn định ở đâu thì về làm hồ sơ chuẩn bị. Tôi nộp cùng với cô giáo Thu đợt này nhá. Cô Viên ơi. Yes.